lên thuyền khám phá vùng đầm Phá lược lờ lớn nhất Đông Nam Á, lên đinh trên sông nước, chiêm ngưỡng cái bừng, chụp ảnh cảnh đẹp vùng nước non, thưởng thức bánh lọc trái cây, trải nghiệm cùng ngư dân đổ nò nướng cá tôm trên Phá Tam Giang, đạp tìa, thưởng thức đặc sản và còn rất nhiều trải nghiệm thú vị khi bạn đến với Phá Tam Giang. Nếu đến buổi sáng thì bạn sẽ chứng kiến cảnh khu chợ nổi tấp nập ở bên vùng đầm Phá. Mình giới thiệu sơ qua một chút về Phá Tam Giang. Đây là một hệ thống đầm phá của tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích khoảng 52 km², được biết đến là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Phá Tam Giang thì trải dài trên nhiều huyện thị của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó thì người dân và du khách biết đến Phá Tam Giang nhiều hơn ở đoạn đầm Chuồn thuộc huyện Phú Vang và đầm Quảng Lợi thuộc huyện Quảng Điền. Bây giờ mời mọi người lên thuyền cùng khám phá Phá Tam Giang mọi người nhé. Khi lên thuyền thì mọi người được cô hướng dẫn viên xinh đẹp chuẩn bị một món ăn đặc sản, đó là bánh lọc. Bánh lọc này đặc biệt hơn so với Huế, đó là bánh lọc ở đây được làm bằng gốm Đức, nhìn nó rất thơm ngon. Nhìn những miếng bánh lọc trông rất hấp dẫn, kích thích vị giác. Bạn đã bao giờ thưởng thức món bánh đặc sản này chưa? Hãy cùng comment bên dưới nhé. Nhìn bánh lọc thì cũng mê, nhưng mê nhất là chén nước mắm. Nhìn rất kích thích. Cách trình bày rất là bắt mắt, thú vị đúng không mọi người? Phá Tam Giang ở đoạn này thì thuộc thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây thì cách trung tâm thành phố Huế khoảng 15 cây số. Khi đến đây, nhất là vào mùa hè thì mọi người cảm thấy rất dễ chịu, thoải mái, mát mẻ khi được tận hưởng không khí trong lành, gió thổi liên tục, nhìn rất sảng khoái. Trải nghiệm một ngày trên Phá Tam Giang cũng là một hoạt động thú vị. Mọi người được đi thuyền, chống chân trên dòng nước. Phóng tầm mắt ra xung quanh thì mọi người sẽ thấy được cuộc sống bình dị của người dân nơi đây. Rất nhiều con thuyền. Đây là nơi mưu sinh của người dân. Nếu bạn chưa có cơ hội đi miền Tây thì ở Huế bạn cũng có thể trải nghiệm được những hoạt động thú vị trên sông nước. Phá Tam Giang là địa điểm rất thích hợp để ngắm hoàng hôn và bình minh. Trên sông nước, chiêm ngưỡng được khoảnh khắc mặt trời lặn và mọc là một trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên thì việc chiêm ngưỡng được khoảnh khắc hoàng hôn và bình minh trên đầm Phá Tam Giang thì còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Hôm mình đi thì thời tiết dịu nhẹ, ít nắng, nhiều mây, nên rất tiếc không thể quay lại được khoảnh khắc hoàng hôn trên đầm Phá Tam Giang. Đố bạn đây là cái gì? Người ta gọi là cái bông chúa đấy. Cái bông chúa này thì có một cái đặc điểm rất là đặc trưng, đó là cái rễ của nó là đang đắm lên. Thường cái rễ là nó sẽ đắm sâu dưới đất, nhưng mà cái rễ của cái bông chúa này nó đắm ngược hẳn lên trên trời đấy. Bình thường uống cả cái trái rượu vàng á, tức là cái nắp của cái rượu vàng á là sẽ được nó làm bằng cái rễ bông này. Lúc này thì chiếc thuyền đang di chuyển vào rừng ngập mặn. Đây là hệ thống cái bừng. Nhìn khung cảnh rất là thanh bình. Mọi người đã đến đây lần nào chưa? Khung cảnh sông nước, hệ thống cây xanh, tổ bóng mát. Lạc vào đây thì mọi người như được trở về với thiên nhiên, có những phút giây thư thái tâm hồn. Nhìn rất là đã mắt đúng không mọi người? Đây cũng là địa điểm rất thích hợp để những ai đam mê nhiếp ảnh, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên, của đất trời. bây giờ nó hóa nó rụng chuyển thành trại luôn. Chúng tôi đến đây vừa gió, thì ở trên cao vừa gió, ở dưới đây một cái. Cái. Vào bờ đi rồi đây. Hôm nay cái gì vậy? Trải nghiệm cùng ngư dân đổ nò. Mọi người đoán xem bên dưới cái lư này sẽ có những con cá nào. Không biết sẽ có những con gì bên dưới này. Mọi người hãy cùng dự đoán. Đi hay bốc biển số xe kìa. Hay mua sổ đỏ kìa, ta bốc đi. Xem hay không? Bốc đi. Bữa trước cũng được chín bốc đấy. Thôi quay bằng iPhone được. Không cần quay bằng cái đấy. Nhiều không, nhiều không? Cả bông cá. Cả bông cá với cả bông to này. Đáng này. Ăn cũng có cái chi là bò này bố. Ăn có cái chi bò như ơi. Bò cái số nữa không? À số được. Có con tôm nào không chú? Cái phí mà ở sóng thì thương nó sóng nó tẩy mà ăn nó hôi nó rong. Nó sóng. Khi ở Tam Giang thì ăn rất là ngon. Hến đấy, nhiều con lắm, đây con cá bóng to chưa kìa, nó đùng luôn. Con này thả lại, nhỏ. Nhiều chưa? Rồi, cái thứ gì không? Cá bóng này to vàng giống như cá lóc quá hả? Chuẩn bị nướng cá. đi khỏi cân. Trong lúc chờ cả nước xong thì du khách xuống dòng nước vui chơi, tắm và trải nghiệm bắt đạp tìa. Mọi người cũng có thể chèo thuyền sấp. Ở đây thì nước cạn tầm khoảng hơn nửa mét. Mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Nhân của chúng ta. Mà to nhá. Cái này nó chảo ăn ngon. Đây có mấy con to lắm. Rồi. Mát không? Mát quá đi. Mát quá. Tắm đến tối cũng được nữa. Nước sạch á. Đây cái cạn thế là nó cũng sắp chết rồi đấy, chụp nhanh. Không, cái này nó không chết. Chỉ có một điều là nó trong máng trong mình là cạn nhiều, mình phải ngắm con đêm đến nó nhả cạn ra. Suốt ngày đi làm cư dân thì được. Còn mấy bạn nhỏ mà làm mà từ 9 giờ sáng mà tới 4 giờ chưa vô. Lên ăn xong xuống làm tiếp. Nó thích bắt mấy cái này lắm. Thả xuống nữa. Chưa lên iPhone đã. Ê, đưa cho chú Hồ chỉ cái điện thoại màu tím nữa. Trong cái túi to nhiều đấy. Ừ, em thấy có một cái màu tím nào. Bên này bỏ nó như này, nó có bò xuống cái này được không? Dạ, chị thả đi. Cho nó xuống đi. Yeah. Mời mọi người cùng thưởng thức món ngon trên đầm Phá Tam Giang. Mình lên con cá bún này nè. Không, đừng con này. Cầm con kia, cầm hai con à. Sẽ thật tuyệt vời hơn nữa nếu chúng ta có dịp ngắm được khoảnh khắc hoàng hôn và bình minh. Nếu có dịp mời bạn về Phá Tam Giang nhé.